cho con biết thiên định lập hỏi phân sự người mắc tội trần gian. Dập đầu lại đức mẫu hoàng cho con thi cử khoa trạng này đi. Nếu không sẽ tru di hồn xác ngày xưa con gây ác quá nhiều. Ngài gây ra hậu quả đủ điều mong cầu Phật mẫu dắt dịu con thơ. Nay đã mở lực trời phân sự con học tu thi cử khoa tràng. Hết đời trở lại tiên ban cuối sinh đại đức mẫu hoàng chứng minh. Đầu cuối lại thiên đình tam giáo nhờ cộng đồng dạy bảo cho con tư ân hiếu nghĩa lo tròn chánh tà phân rõ cho con hiểu tường. Đầu cuối lại thập phương chư Phật ngã đổ người đời tàn tật khổ đau. Chịu nhiều cực khổ biết bao đói no chẳng biết ngày nào yên thân. Đầu cuối lại lục thân Bồ Tát giúp chúng sanh đổ đạt quy phong. Nạn tai khói lửa chất chồng mong nhờ Bồ Tát hết lòng cứu an. Đầu cuối lại Tây Phương Phật Tổ ban phép lành bảo hộ nhân sanh, cứu cho dứt khỏi bệnh tình quyền di Phật Tổ quay linh hải hà. Đầu cuối lại Di Đà Phật Tổ giúp người đời cảnh vật dương gian. Độ cho ba tánh an nhàn người tu sẽ được bình an trở về. Đầu cuối lại chuẩn đề thổ mẫu cánh trần đời năm giàu có an. Cuối xin thổ mẫu hạ bàn giúp cho ba tâm bình an hồi này. Đầu cuối lại Phật Thầy Phật Tổ giúp chúng con giác ngộ tầm tu, lánh xa tội lỗi
ngục tù đổ con giữ vững đạo tu trọn nguyện. Đầu cuối lại cụ thiên quyền nữ giúp chúng con thi cử mạng ba đó. Đại
linh đơn phu dưỡng nhân sanh. Sống đời tôi họ trì kinh cùng nhờ mầu nhiệm phép linh cứu nàng. Đầu cuối lại lê sơn thanh mẫu phép nhiệm màu rải thấu càng khôn khứ trừ ma quỷ dâm đòn khuyên cho ba tánh giữ hồn kỳ ban. Đầu cuối lại tử nhà thái thượng lãnh lệnh trời kỳ phương phóng lại lập thành hai gái một trai tiên đồng ngọc nữ hắn sai đón chào. Đầu cuối lại nam tàu bắt đầu thiện do lành năm dậu phân chia hiền lương bắt đầu dắt về hung hăng đổ lệ đầm đìa thành sông. Đầu cuối lại tiếng ông bạch hạt nga dậy phất trần sẽ quạt phóng quang thương tầng tránh thủ bình an độ cho ba tâm dương gian thủ hoàng. Đầu cuối lại chân nhân ngọc đảnh thọ sắc trời thủ ấn qua tiên chuyện xây nhật nguyệt đạo quyền âm dương hấp thổ giữ yên bình hòa. Đầu cuối lại lệnh bà cố phẩm trăng ngàn trùng vàng dặm linh tiêu quái phong binh mã đủ điều trắng ngang ba tâm dắt diều dòng linh. Đầu cuối lại xích tinh lão tổ ban phép màu bảo hộ cho con vững ngang đạo nghĩa sông toàn. Ngày nay tất cả chúng con lại cầu đầu cuối lại minh châu ngọc tương hạ phạm trần cô dưỡng ba gia diệt trừ yêu quỷ hằng hà ra tay dẫn đạo mẫu bà càn khôn. Đầu cuối lại lão tôn đại thánh lãnh lệnh trời diệt quỷ trừ ma tróc linh răng hổ mạng xà dùng cây thiết bạn đánh ra tỏa hoàng. Đầu cuối lại chân nhân thái ất hạ phạm trần giảng vật phù linh bảo toàn bốn mạng chúng sinh phất trần dây lòng dạng binh thủy điện
minh hoàng xuất thế khai hội thành kinh lễ từ thân. Lâu nay xuất thế hồng trần lập đời đại hội phong thần kỳ ba. Đầu cuối lại minh hoàng xuất thế khai hội thành kính lễ từ thân. Lâu nay xuất thế hồng trần lập đời đại hội phong thần kỳ ba. Đầu cuối lại cung qua nương trưởng hạ tỷ bà lòng phương trần vang. Tiếng tỷ báo hiệu chẳng ngang để cho tất cả dương gian kinh thành. Đầu cuối lại ngũ hành năm mẫu hội chúng con theo dấu năm bà. Lên trời xuống địa rất xa miền sao bà dắt con về cung tiên. Đầu cuối lại nhiên đăng Bồ Tát nghe ở trần miền loạn lạc biết bao. Cuối xin đi Bồ Tát lai trào giúp con trở giấc chim bao con về. Đầu cuối lại Bồ Đề Sư Tổ phép nhiệm màu dạy dỗ chúng con quyết tâm học đạo cho tròn gắn công tu luyện pháp quy đại hiền. Đầu cuối lại thông thiên giáo chủ ban lệnh kỳ hội đổ chư tiên. Bốn phương vũ lòng đạo quyền để cho sanh chúng bình yên dừng lòng. Đầu cuối lại đại đồng lão tử sai tiên thần trấn giữ trung ương. Rao tầng khắp cả bốn phương ở ngài chính giữa trung ương có ngài. Đầu cuối lại hồng hà di lão lửa tam thâm diệt bảo trừ gian. Đố tiêu ma quỷ trần hoàng giúp người tu hành bình an muôn đời. Đầu cuối lại Phật trời thần thánh tư thiên dương lãnh lệnh binh thiên.
giảng muôn là hán hạ miền cổ dây tư phía diệt muôn tinh tà người sống sót thiệt tà nhân đức kẻ hung hăng lập tức tiêu tan lập trận chiến màn ba kết thúc phân đành rành trong ngục địa thiên đông thành có hơn trung tiên cung vàng xả tiên đảo điên địa cầu khắp ba tánh năm châu khổ hành dài nắng dầm mưa tứ tiên dân y lệnh thượng thừa phi phong đảo hải không chừa ác gian đầu cuối lại minh quang tôn Phật nga bấy lâu nay ẩn vật tây màn ba gián hạ trần đường giúp người tu hành tây phương trở về đầu cuối lại lục tề đành chúa phế nhiệm màu giấy bùa khắp nơi ngày nay dân y lệnh Phật trời phép màu sửa đổi lập đời thượng quân cầu cuối lại chân nhân trung tử lập phong thần thi cử ngàn ba thiên cơ thiết lậu mỗi nhà cho thức tâm hiểu ra luật trời dân trung tử lập đời thượng quốc hai địa cầu cấm vật điền phong binh đao khói lửa chất trọng thần thông biến qua đầu cuối lại bạch điên thanh ni mẫu hương khói trầm sông khói mười phương chúng con sải bước lạc đường cuối sinh thanh ni mẫu xót thương người phàm đầu cuối lại thiên nam minh nguyệt nga giúp người đời trừ diệt tà tinh chúng sinh dương phải bình tâm mong ngày ban chốt màu linh cứu nàng đầu cuối lại mong cầu quan đế xót thương chúng con mắc nạn giữa đường bơ vơ đầu cuối lại thiên cơ đạo trưởng nga phất lệnh kỳ hướng nga tung bay dân diệu nam
lầm cũng nhờ đạo trưởng tận tâm mở đường. Đầu cuối lại lục ngương thanh mẫu mở đường trời rồi thấu tâm linh. Xét soi lòng dạ chúng sinh tu hiền sẽ được quay linh nhiệm màu. Đường tự tức năm châu tội ác không quản ngần thị sát chúng sanh. Quyền di thanh y mẫu ban hành dặn lòng dẫn kẻ sát sanh hai người. Đầu cuối lại dương ngô trưởng lão phép nhiệm màu dạy bảo cho con. Toàn hoàng khai đại đạo cho con đắc thành. Đầu cuối lại tam thanh dương tử lạnh lạnh trời phụng sự triều gia. Rao từng khắp cả mọi nhà sẵn sàng bảo hộ xảy ra điều gì. Lũng nguy biên diệt chi cũng có người thô hiền hiểu rõ đường đi. Đường nào về chốn cung di, đường nào trở xuống na tỳ ngục môn. Tam thanh ni tử dắt hồn dắt xác, quả địa cầu giải thoát cầm luân. Hào quang chiếu sáng rất mừng, dành riêng tu sĩ đưa chân bước vào. Đầu cuối lại đại trào thượng khỏi ban cầm rồng đầu đội kim khôi. Trần gian tu học xong rồi ban cho phép hiểu đứng ngồi tòa sen. Nam mô quyền khung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô diêu trì kim mẫu vô cực đại từ tôn. Nam mô a di đà phật. Đầu cuối lại hồng quân lão tổ giúp người đời phù hộ chúng con. Từ lâu con đợi mỏi mòn đến ngày tận diệt hồn con trở về. Lòng qua hỏi cần kề sắp đến, tâm thần con vô bến vô bờ. Sợ rằng con phải chơi với hồng quân lão tổ đợi chờ cứu con. Khai mối đạo làm tròn tâm quyết nga ở trần miền thời tiết không an. Âm dương hấp thụ nguyệt hàng rồi đây tất cả dương gian khổ hạnh. Đầu
hăng say môi đạo mẹ già thương quân con được đứng ra chấm bài lòng qua hội thi tài nhi nữ đắc quả thành thi cử nam nhi chúng con trai gái vào thi lại cầu thanh mẫu từ bi hộ phù giải nghiệp chương chữ tu đắc pháp mà công quả này đền đáp mẹ cha đời tàn dứt hồi lòng qua chúng con có mẹ đưa qua lầu đài đầu cuối lại các ngài thiên thánh hộ chúng con trong cảnh minh đau đang rơi bom nổ ào ào mong nhờ thiên thánh đầu cuối lại địa cầu nhất đế đừng phạt hành khó dễ chúng con nếu mà tội lỗi con còn mong nhờ nhất đế tha con tội tình đầu cuối lại thượng minh đại hải độ chúng con gặp phải tai qua mênh mông sông biển hằng hà mong nhờ tứ hải buông tha con hiền đầu cuối lại đại điện Bồ Tát ban ngọc trời rải rác cho con chúng sanh chết sống hay còn cũng nhờ ngũ cốc độ con trọn đời sống dương thế thì nhờ gạo lúa sâu bỏ rầy giấy mùa mênh mông phủ dây tứ phía tràn đồng mong nhờ đại đế thần nông diệt trừ đầu cuối lại thanh hư đại tiết nga giúp mùa màng trừ diệt rầy sâu phân mùa gió tiết mong cầu chúng con đành lễ dập đầu cầu xin mong đại tiết hiển linh trợ giúp mà ngày lần đêm lần thập điện nương thánh hư đại tiết xót thương quyền linh bảo hộ ruộng vườn núi non người tục thế có còn hay mất hoa quả màu cảnh vật điều hiếu sái trời nghịch tiết sẽ tiêu mong nhờ thần thánh độ điều ruộng nương đầu cuối lại tạng dương Bồ Tát mong ngài thương độ đạt ba già thương
đầu cuối lại lệnh ông Nam Hải giúp chúng con gặp phải gặp lành. Khói hương khấn nguyện chí thành, lệnh ông Nam Hải ban hành quyền di. Đức Nam Hải đại bi đại phúc giúp chúng sanh hạnh phúc ấm mây nọ. Biển đông sông phổ gió to mong ngài hộ độ giúp cho thanh nhàn. Đầu cuối lại thanh bàn giáo chỗ, hỏi thanh thần đầy đủ trắng ngang. Lòng qua sắp sửa hạ lòng qua hỏi đảo điên tâm tưởng lại thánh ni thần cứu dưỡng nội gia. Hạ màn dứt hỏi lòng qua lòng thành con tưởng bãi xa ngàn trùng. Đầu cuối lại thủy cung bích hải trải nhiệm màu sai bãi nàng nương ngang. Thủy cung phép báo chẳng được hô phong quán vũ quỷ dương mất hồn. Đại thủy tướng tài con tài võ vũ lòng cầu mua võ dương quay. Diệt trừ ma quỷ hắn sai hạ màn trăng thổ phân hai thủy điền. Chẳng khói lửa dữ sĩ đại hiền, người nào có được căn viên thất ngưng bảo hộ y nguyên linh hồn. Đầu cuối lại địa môn âm phủ qua giúp chúng con tỉnh ngủ quên ba. Đồ con tưởng mẹ nhớ cha an toàn dứt hội long qua con về. Long qua hội ẩu ê thi thề con lại cầu khóc kể đến ông. Từ đây cố gắng lòng mong nhờ địa phủ tử vong thả hồn. Đức âm phủ địa môn thương xót tha phần hồn khỏi lo diêm dương. Nghiệp thân tội lỗi tai ương cuối sinh địa phủ xót thương hồn trần. Đầu cuối lại long thần hộ pháp ma giữ cửa thiền trấn áp yêu ma. Người tu bái lại hằng hà mong nhờ hộ pháp độ qua người lành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu cuối lại thọ thần chủ đất, hộ gia đình canh vật quê hương. Việc gì cũng có ngũ phương ở ăn kính thì trọng, ngũ phương hết lòng. Đầu cuối lại bạch hồng ngũ hổ, nhờ sơn thần bảo hộ năm non. Giữ gìn rừng núi an toàn, để cho tất cả các con hướng nhà. Con chi lại kính nhờ ngũ hổ, lên non xuống dành chúa toàn trường kỳ ngũ hổ, đổ con qua ngày. Đầu cuối lại thần tài đại đức, độ chúng con mặc sức mà ăn. Nghĩa nhân đạo đức nắng quặng thần tài, bảo hộ lộc ngân cơ khoai. Đầu cuối lại đức ngài thổ địa, độ người đời hiểu nghĩa bán buôn. Mùa mai bán đất chẳng buồn, giữ tròn đạo nghĩa bán buôn hòa đồng. Cầu thần địa hết lòng chứng giám, cảnh trần đời ám đạm biết bao. Bán buôn chẳng biết làm sao cho vừa lòng giá, người nào cũng vui. Mong thổ địa khiến xuôi cho rõ, ban giới buồn phân tỏ cầm cân. Đạo cho ba tâm chốn trần, bán buôn giữ dân nghĩa nhân làm đầu. Lòng vọng tưởng lại cầu thần gió, cho chúng con hiểu rõ cuộc phong. Nửa đêm lo sợ pháp phòng, nghĩ rằng thần gió cuồng phong bất ngờ. Mong thần gió ngó lơ một chút, để chúng con hạnh phúc hay ấm hay nọ. Gió phong sóng lớn thật to, chúng con xin sống đắn đo pháp phòng. Đời tận thế cụ rồng nói vậy, không chỗ nào chạy khỏi gió mưa. Rền vang sấm sét chẳng vừa, phủ dây trần trị không chừa ác gian. Xin thượng đế ngọc hoàng tha thứ, cho chúng con thi cử màn ba. Độ sanh đi độ tử từng nhà, cuối đầu con lại đức cha ngọc hoàng. Ba tiếng sau
tâm nổ vang sập núi à, tâm thần còn trôi nhủi đi đâu. Cha ơi cha ngự Tây Lầu, nỡ nào cha để địa cầu phụ con, xin từ mẫu cung son cô vết ngã cho chúng con giảm bớt tội tình. Ngày nào con cùng đinh ninh, nỡ nào mẹ bỏ con mình hay sao? Xin đất rộng trời cao chứng giám, con thể nguyện không dám bỏ tù. Thần thông kim mẫu hộ phù, ngày nào cũng giữ chữ tu tận tường. Mong từ mẫu xót thương con dạy, tại con thờ con hãy mẫu thân, để cho mẹ xuống phạm trần thật là tội nghiệp mẫu thân vô cùng. Mẹ phải bỏ diêu cung hạ thế, cùng vì con khóc kể trên là tháng gian dơi đức mẹ già, làm cho mẹ phải lệ xa cơ hàng. Dòng lệ cháu hai hàng lũy nhỏ, không đành lòng mẹ bỏ con thơ. Con ơi ráng đợi ráng chờ, hôm nay mẹ xuống trần đời bên con. Xin kim mẫu cung son chứng chiếu, con lại cầu trả hiếu mẫu thân. Vì con mẹ xuống phạm trần, làm cho mẹ khổ tâm thân đã già. Con vui lại xin tha tội lỗi, sửa lòng mình cải hối từ nay. Mẹ cha ngự chốn lầu đài, con nguyện một dạ hẳn sai đạo màu. Con đành lễ lại cầu tam giáo, xin cộng đồng dạy bảo cho con. Từ nay con hứa lo tròn, lại cầu tam giáo chứng con sổ vàng. Nam mô Tiên Ban Đại Đảnh, phong danh thượng cõi pháp đạo ba lần đại hiện. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời dứt nghĩa, chuyển Long Hoa Kinh khuyên dạy chúng sinh, hãy xuống tận tình trì kinh cứu khổ. Phật trời dạy dỗ phù hộ chúng con, ráng học lo tròn bung son lai gót. Màn này màn chót thấm thoát sẽ qua, có mẹ có cha Đức Phật Di Đà Thích Ca dạy dỗ. Thánh tiên bảo hộ,
giác ngộ mau mau. Bữa cháo bữa rau sum họp một màu, cùng nhau quan hỷ ráng đi tu sĩ. Tích lũy đạo màu năm châu bốn biển, lựa tiễn anh tài ra tay lập hội. Hoàng bào mão đội mau mau tắm gội, xả tội hồng trần lập thân màn chót, thấm thoát sẽ qua dứt hội long qua, sum họp một nhà. Cháu con hiền sĩ hữu lý hữu tình, tụng long qua kinh giải thoát chúng sinh. Tiên thánh đăng trình chứng minh hiền sĩ, vô sanh vô dị hữu dị vô danh, được ban phép lành gắn công tu sửa. Hằng ngày hằng bữa lọc lửa mà chi, đức mẹ diêu trì từ bi hỷ xả. Dông hồn ngủ ngạ những dạ mà tu, khuya sớm công phu có mẹ hộ phù, hồn linh siêu thoát. Màn chót quân ba lục tự di đà, giữ an trong dạ đừng cho nghiêng ngã, pháp đạo tu trì. Quy y hoàng mẫu đèn lòng soi thấu, theo dấu mẹ hiền hoa tiên đua nở, muôn thuở an nhàn lập đàn linh dị, dạy người tu sĩ. Giữ kỹ tôn thờ ước mơ đạo giáo, giữ ngay lòng thảo mẹ cha dạy bảo, cố gắng tịnh hiền quy nguyên tâm pháp, đền đáp mẹ thầy. Nam mô Tây Cung Hoàng Mẫu cứu giảng chúng con dứt khỏi nợ trần. Nam mô vô thượng hư không phụ mẫu vô cực đại từ tôn, cảm ứng chứng minh xuất hiện trần gian cứu độ quần sanh, chuyển thành cơ quy nhất. Con quỳ trước giữa điện tiền, cúi đầu đánh lễ mẹ hiền thứ tha, cúi xin đại đức mẫu bà cô con dứt khỏi lòng qua trở về. Thành tâm con nguyện con thề, nhất tâm đảnh lễ lời nguyện hôm nay. Tam thiền nam nữ gái trai đồng lòng kinh bái tại ngai đền vàng. Trước là con lại phụ hoàng, chứng lòng con dạy hướng gian cảnh thành. Từ đây sám hối tu hành, trao dồi kinh sử đọc rành đạo tâm. Lại này con lại quán âm gắn công gắn sức kiếp tâm chữ tu, đời này như anh nguyệt lô chịu tàn bông xê mê mồ tối tâm. Trần cầu đức mẹ Quan Âm, chúng con mê muội lạc lầm đường đi. Thệ nguyện ngay chữ quy y, cuối sinh Bồ Tát hộ trì cho con. Chữ tu con
tu hành trở lại cung quê mẫu hoàng. Màng ba mẹ mở khoa tràng, con nguyện hết dạ giữ an đạo màu. Dẫu rằng mẹ ngự nơi đâu, chúng con cố gắng lễ cầu Giáng sinh. Thọ trì dứt quyển qua kinh, cuối sinh hoàng mẫu chứng nghiêm minh lòng thành. Nam mô Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Phật Mẫu Diêu Trì, cảm ơn chứng minh. Trễ đò con phải đò xa, từ đây đôi ngã con cha đoạn lìa. Bảy ức niên mất tánh linh kia, coi ngàn thu vĩnh biệt cha đành mất con. Các con ơi, trễ bận này là bảy ức niên mới có cơ hội tiến hóa, rồi mất hết linh tánh. Mà mất hết linh tánh thì coi như vĩnh biệt luôn rồi con. Thương cha, thương mẹ thì lo mà về, cha mẹ khổ dữ lắm nghe con. Ngày ngày con trẻ tận tình lại cha cùng mẹ ngọc kinh hội này. Cẩm nang Phật Mẫu tóm tắt như sau: lão bà, lão mẫu, Phật bà địa mẫu, hoàng mẫu, Diêu Trì kim mẫu cũng chỉ là một, chỉ kêu khác nhau danh từ tên gọi. Vì lão mẫu tùy duyên ứng hiện kim thân qua các nơi và tùy thời tùy thích hợp ứng cơ ứng biến, công thượng phạt đền do mẫu sắp xếp. Mẫu mẹ thường hiện cơ, thông điệp qua nhiều nơi cảnh báo. Mẫu mẹ là chúa các mẹ kim thân qua phẩm hạnh. Lão mẫu là chúa tể càn khôn vũ trụ. Kể cả các con Phật, con của lão bà này cả, mẫu thường nhiều lần kim thân qua phẩm hạnh Quan Âm Bồ Tát ứng hiện. Phật Mẫu Tây Thiên Cung, Nam Mô Vô Thượng Hư Không, Diêu Trì Phật Mẫu Tác Đài Chứng Minh. Kính chúc cho toàn thể quý thiện nam, tín nữ, Phật tử linh tử gần xa đặng nhiều phước báo, an yên trong cuộc sống này.